Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời bày tỏ phấn khởi trước những kết quả và những đóng góp của mặt trận các cấp đã có phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, nhất là làm tốt công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp hành động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.